Đại đi xa bàn một sân mong kiếm cần xuất giải thoát khổ hạt kỳ thiên nhân đâu tiêu trừ từ mọi tai khác và bên tâm cùng phi nhân quay nhiễu trong thành vệ xa ly thấy điều được tan biến chung đệ tử nhân tâm trì tụng kinh châu bao ma đi qua ya đi qua an ta li khe sam be qua phu ta su ma na pha văn tu a tho vi sa ca cha su nam su pha si tan tas ma hi phu ta ni sa me tha sa be me tan ca ro tha man si ya pa cha ya di qua cha ra to cha ha ran ti ye ba li
tasma hi ne ra kha tha am ba ma ta yam kim chi vi tam i tha wa hu rang wa san ge su wa yam ra ta nang ba ni tam na no sa man a ti ta tha ga te na i dam bi bu te ra ta nang ba ni tam ve te na sa ke na su wa chi ho tu kha yam vi ra gan amatam ba ni tam ya ra cha ga sang ya mu ni sa ma hi to na te tham me na sa ma ti kinh chi đam đi tham me ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu yam bu ta se tho ba ri wan na di su chin sa ma ti ma na ta ri canh nha ma u sa ma ti na te na sa mô na vi cha ti đam đi tham me ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye pu ca la a tha sa tăng ba sa tha cha ta hi e ta ni yu ga ni hon tu te na ki na hi ya su ga ta sa sa wa ca e te su din na ni ma ha pa la ni đăng vi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye su ba yu ta ma na sarame nani kamino go tamasa sanam ide pati bata matang vi gai halata mucha niput tin puan chana idam visanke ratanam bahi tang ete na sanche na suwati ho tu yatin da kilo atawin sito siya chatu piwate piasam bakam biyo tatu pamang samburi siya sancha niyawe siapa sati dan bisangke ratanang bahitang ete na sancha na suwati ho tu ye ariya sancha negrifa wajan digam vi rabanye na sude sita nipincha vite ho tu kusam bamata na te pa tam đi đăng vi sa ang ke ra tăng đệ na sa đi a pháp bồ ca tung đi đăng vi sanh khe ra ta năng ba ni tăng đề tê na sa kê na si hô tu cha vi so cam mang ca ro ba ca ye na wa cha yu đa chê ta sa wa pháp bồ so ta cha đa ya a pháp ba ta ni tha ba đa sa hu ta i đăng vi sanh khe ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su wa ti hô tu wa na ba gum vê yat tha pu si tăng ghi nghiêm ha na ma se ba ta ma smin nghiêm hê ta thu ba man tham ma wa răng a đê sa yi ni pa na ga min ba ra man hi ta ya i đăng đi bồ đề ba đề tê na sắc chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra lo wa ra ha ro tu a lu tham wa ran a đề sa di đăng đi bồ đề ra ta năng ba đi tăng đề tê na sắc chê na su wa ti ho tu khi năng bồ ra năng na văn na ti sam pa văn vi ra ta chi ta ya ti ke pa wa min te ki na pi cha a vi run hi chan da ni pa ti thi ra ya tha yam ba di po i dam vi sang ke ra ta nang ba ni tan e te na sak che na su wa ki ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni qua ya ni wa a li ke
bút tu vô ti bút ta ni sa ma ga ta ni phu a lam ta li kê ta a ga ta đề qua ma bú sa bú chi tăng tham măng Masuvati ho tu ya bi tu tan ni ca tan ni qua với tâm bi năng vì nhân loại hồi hướng phước lành đến tiên những vận quy trong đời tốt thì hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sanh bằng được với Như Lai thiền thể do vậy xin đức phật là châu bao phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp phân tử tôi thượng ly dục diệt phiền não phật thích ca mâu ni pháp ấy không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu bao phù diệu mong với chân ngôn này tu thành hạnh cung con đường thanh thiền hiện tại lạc ngu đức phật hành ngợi khen không gì sanh bằng được do vậy chính chân pháp là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thể được tri giả tán thán cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tâm chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đứng điều ngự chứng đạt quả giống nhập đạo bất tử là tình tình do vậy tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc ví như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động ta nói bậc chân nhân ngộ tư thánh đế cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thánh tu đà hoàng chứng tri ly thánh đế được đức Gotama khéo triết giảng tường tận các ngài dù phóng dật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam do vậy chính tăng là châu báu diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chân tri đoạn trừ kiết sự bại nghi cùng cả giới căm thù có bốn đọa sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện trọng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu phù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bậc thánh tu đà hoàng dù vô tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không thể che giấu được xưng danh hiện thánh do vậy chính tăng chung
báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đừng thế tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn tinh lạc và thù thắng lời kinh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi do vậy xin đừng phận là châu báo thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đến phần bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng bằng vô pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tuyên thuyết pháp vô thượng do vậy xin đừng phận là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn bằng tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tắt bậc trí chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tâm nơi đây chi đảnh lễ đức phần bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu hành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tâm nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tâm nơi đây hãy chi thành đảnh lễ chánh dung bậc Như Đinh được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc Akasatha Chavumatha Devanagamahitika Bunyam Lo Anumodan Tuchirang Rakkantu Sasananga Kantu No Garu Rakkantu Nyatayo Rakkantu Banino Rakkantu No Sada Nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều đức thần lực nữ khắp cả trần hoàng hư không giới thiên giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ khuyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thì giúp khổ đầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ca mê vun nhang a sa hoa ca gia hoa hăng hô tu a na ga tê ca tê do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy làm mỗi duyên là để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam Mô Bích Tha Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thầm Á trên Phao Talk mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Boston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.
con Lăng Nhạ Nguyệt Thình kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn bài 10 Tâm Chitta sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Ai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể. Thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính tri ân sư Minh Hạnh, học hôm nay thắng pháp Đàm Mắt bài 10 Tâm Chitta sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bích Thầy. Nam Mô Bích Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức, thỉnh chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bồn thắng pháp ở tầm bát. Bài học nói về tâm. Chúng ta đọc ở trong kinh tạng có những chỗ mà Đức Phật đã dùng cái tiếng Ý, và có những chỗ thì dùng tiếng thức. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo thì nói đến tâm chính tác, ý mạnh đá, thức quy nhà nó ở điều đồng nghĩa. Bởi vì thức quẩn cũng là 121 tâm, 21 thức. Ý cũng là 121 ý thức. Và tâm thì có 121 tâm. Tâm được nói theo thắng pháp
thì nó sanh khởi từng sát na, từng sát na. Nó tiếp nhau sanh diệt, sanh diệt. Chứ tâm không có nghĩa là một cái linh hồn thường tồn bất biến, mà tâm luôn luôn có cái sự sanh, sanh diệt. Tâm ở đây có nghĩa là năng tri cảnh, tức là biết cảnh. Và khi mà chúng ta học thắng pháp Abhidhamma thì chúng ta có cái sự phân loại tùy theo ở trong bài học thì chỉ phân loại đại khái, nhưng mà ở đây nếu mà phân theo thanh tịnh đạo thì có nhiều. Một phân theo một loại tức là năng tri cảnh, phân theo hai loại thì có hiện thế, có siêu thế, phân theo ba loại thì chúng ta nói theo bộ pháp tụ thì có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký. Theo bốn loại thì tâm ba loại còn phân theo một cách nữa, tức là tâm dục giới, tâm đạo đại, tâm siêu thế. Còn tâm bốn loại thì nói theo giống cha thí thì có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác hay tâm tốt. Rồi bốn loại chúng ta nói theo một cách nữa, tức là nói theo bốn cái phu mí, bốn cái địa phức, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Còn nếu phân theo năm loại thì ở đây có cái tâm vô tình hảo, tâm tình hảo dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Và nếu tâm mà chúng ta nói theo sáu, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mà nói theo bảy thì có nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới mano tha tú và ý thức giới mano viññāna tha tú. Cái sự phân loại rạch ròi như vậy nó có từ ngữ Pali sẵn, cái sự phân loại đó là theo trong cái phần quẩn của thanh tịnh đạo để đề cập. Mà ngày xưa ngài Hòa thượng Định Sự ngài cũng ở trong tập bài giải ngài có nói đến sư lý tiểu học, đó là cái sự phân loại tâm. Và từng loại tâm có ý nghĩa như thế nào thì có lẽ là Thượng Tọa Nhất Đẳng sau cái bài học này, bài học tổng quát về tâm, những bài học kế tiếp là học từng phần và chúng ta sẽ có cái bài học kế tiếp để phân tích rộng rãi ra. Bây giờ thì xin mời cô Lan Nhà Nguyệt đọc cho chánh văn của bài học ngày hôm nay, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng
vị giảng sư Vùng Tam Pháp A Tỳ Đàm vào ngày Chủ nhật sẽ thuyết giảng. Xin mời cô Lân Nội. Dạ, nam mô Bụt Giá Sa Thứ Lạy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã dẫn nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin được đọc phần bài 10 Tâm Chích Tác. Kinh văn: Tâm Chích Tác có nghĩa là tri giác hay sự biết cảnh. Tâm là một trong bốn pháp chân đế. Có thể nói không sợ sai lầm, sự trình bày về tâm là phần lớn nhất trong thắng pháp Abhidhamma. Nếu phân theo ngũ quẩn, tâm thuộc thức quẩn. Theo thắng pháp Abhidhamma, thì bất cứ tâm nào, dù trong một sát na, cũng có cả bốn danh quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Đây là cách nói vĩ mô. Trong kinh tạng thì một người tu tập có thể quan sát từng quẩn riêng biệt, nhưng trong thắng pháp tạng thì bốn danh quẩn là bất khả ly. Bởi vì tâm có nghĩa là tri giác hay sự biết cảnh, nên Đức Phật dạy: Này chư tỳ kheo, tâm vốn chói sáng. Trích Tăng Chi Bộ 1. Tiến trình tâm. Dòng tâm thức là sự tiếp nối liên tục của những tiến trình tâm. Chích Tắc Quý Thì. Mỗi tiến trình tâm dụ sát na, khana. Tiến trình dài gồm 17 sát na. Trong một tích tắc sinh diệt dụ sát na, người học cần có khái niệm tổng về tiến trình tâm, hiểu sự phân loại tâm. Tiềm thức và hoạt thức. Thắng pháp Abhidhamma dạy về tâm thức tiềm tàng chưa cảm nghiệp quá khứ, đựng những chất hoặc thiếu những tố chất, tạo nên sự khác biệt giữa chúng sanh này với chúng sanh khác. Thí dụ, tiềm thức là tâm thọ hỷ, thì bản tính vui vẻ, hợp trí thì thông minh, vô trợ thì nhậm lẹ. Tất cả sự có hoặc không những tố chất là do nghiệp quá khứ tạo nên. Trì nghiệp tức là sự duy trì, sự tồn tại của kiếp sống, nên Ngài Tịnh Sự dịch là tâm hộ kiếp. Còn Ngài Thích Minh Châu dịch theo từ vựng là hữu phần phái quan gắt. Nghĩa là thành tố của sanh hữu. Trong giáo trình này dịch là tiềm thức. Nghĩa là tâm tiềm vì tính cách sâu kín đối ngược với hoạt thức là các loại tâm xuất hiện khi cảnh mới hiện khởi. Tâm cơ năng hay tâm làm việc máy móc. Có những thứ tâm làm việc máy móc không thiện, không ác. Ngài Tịnh Sự dịch là như trong công ty, có những người canh cửa hay tiếp tân chỉ làm việc theo quy định nhưng không phải để giải quyết những vấn đề mang tính quyết sách. Một số lớn những tâm cơ năng này là quả của nghiệp quá khứ, nên quyết định rất nhiều sự vui khổ của kiếp sống. Chỉ là sự chiêu cảm, chứ không thuộc ý chí. Tâm xử lý hay ý chí. Đây là tâm xử lý cảnh, không do nghiệp quá khứ tạo nên, nhưng có thể do thói quen chi phối. Ngài Tịnh Sự dịch là tâm động tốc, cũng mang ý nghĩa xử lý. Ngài Minh Châu dịch là tốc hành. Nghiệp thiện hay bất thiện được tạo thành do tâm xử lý. Phân loại tâm. Thắng pháp Abhidhamma có nhiều cách phân loại tâm. Cách thức phân loại tùy theo trường hợp rất dễ khiến người hối rối. Trước nhất là những con số. Tâm có thể tính. Tâm có thể tính là một, triết cảnh hay 89, 89, 81 tâm hiện thế cộng tâm, hoặc 101 tính tâm siêu thế có 40 cộng 81 tâm hiện thế. 121 tâm có thể chia 6 loại: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức. 121 tâm có thể chia làm 2 loại là tâm hiện thế và tâm siêu thế. 121 tâm có thể chia làm 6 là tâm cơ năng, tâm bất thiện, tâm dục giới tịnh hảo, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới
và tâm siêu thế. Cách phân loại sau cùng được dùng cho giáo trình này. Phần ngữ và nghĩa. Trong Phật học có nhiều thuật ngữ chỉ cho tâm như citta, mana, vinnana, cetta. Ba từ vựng phổ thông nhất là tâm, citta, ý, mana, thức, vinnana. Có khi hiểu giống nhau như tất cả tâm đều là thức quẩn. Có khi hiểu riêng biệt như ý là một trong sáu thức. Cũng có khi ba từ ghép chung tạo nên ý nghĩa tế nhị, dị biệt như tâm nhận thức, tâm nhị thức, tâm ý thức. Phải đi sâu mới phân biệt được ngữ cảnh. Nên cẩn thận. Trong Kinh Tạng, khi nói về năm quẩn, thì bốn quẩn thọ, tưởng, hành, thức. Trong cách nói đại loại, có thể phân chia riêng biệt. Trong Thắng Pháp Abhidhamma, thì thức quẩn, tâm trong lúc thọ quẩn. Trong lúc thọ, quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là những thuộc tánh của tâm. Nếu tính đơn thuần tâm là sự biết cảnh thì chỉ có một, nhưng do tâm có nhiều trạng thái, do sự kết cấu với các thuộc tánh nên có tới 121 thứ tâm. Trong Phật học hệ Hán ngữ có hai thuật ngữ tâm vương và tâm sở, như trong triều đình có vua và quần thần. Ý nghĩa này có phần không tương đồng với Thắng Pháp Tạng trong Tâm Tạng Pali, vì tâm và các thuộc tánh đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Khi tâm vương, tâm sở, người Việt có thể hiểu là hai thứ tâm. Kỳ thật thì là tâm và thuộc tánh. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Ngày nay, có nhiều máy móc với hệ thống cảm biến và xử lý hoạt dụng, người ta gọi là thông minh, như điện thoại thông minh chẳng hạn. Không có tri giác, thế giới này rất khác biệt. Hiểu biết về tâm thức, biết phần quan trọng nhất của sự hiện hữu. Cẩn thận, tâm chích ta là sự biết cảnh hay tri giác. Tâm là thức quẩn trong năm quẩn. Sự phân loại tâm trong các thắng phân ý nghĩa vai trò của hình ảnh minh họa. Tâm trong biểu đồ thắng pháp. Tâm phân loại thành 6 nhóm. Là tâm và tâm cơ. Để chấm dứt, chúng con cùng tội giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bổn Sư. Xin được quý vị Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, quý vị có bị ồn không ha? Dạ, quý vị có nghe ồn không? Chúng tôi đang cố gắng giảng cả hai bên thao thoát và Zoom. Dạ, tốt quá. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Kính đảnh lễ Thượng Thọ Từ Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào bài học thứ nhất liên quan đến tâm. Có thể nói rằng đây là phần quan trọng nhất và được xem như là chiếm phần nhiều liên quan đến môn học Thắng Pháp Abhidhamma hay là môn Vi Diệu Pháp. Và thưa quý vị, chúng tôi đang cố gắng làm một việc mà tương đối rất là khó khăn, đó là làm thế nào mà sử dụng một số cái từ ngữ thường thức để quý Phật tử làm quen
Bởi vì những bậc tiền bối, trong đó đặc biệt là Ngài Tịnh Sự và Hòa Thượng Minh Châu, đều có những cái cách dịch mà thứ vị tương đối là rất là mới. Người ta nói rằng khi mà mình nói chuyện thì người nghe không có thời giờ để tra từ điển, và đặc biệt là quý vị không thể nào tra từ điển Thắng Pháp Vi Thâm được. Mà khi chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi xài quá nhiều cái thuật ngữ xa lạ đó, thì chúng tôi rất là ngại rằng người học sẽ không có theo dõi được. Do vậy chúng tôi cố gắng dùng những cái khái niệm rất là quen thuộc để diễn tả. Đầu tiên thì thưa quý vị, tâm được định nghĩa trong Phật học đó, đó là sự biết cảnh hay là năng tri, hoặc giả là chúng ta gọi là tri giác. Dạ, biết cảnh. Ví dụ như là quý vị để một cái bình hoa đựng cục đá, và cục đá thì dù là có hoa hay không có hoa, cục đá không biết sự hiện hữu của cái hoa, và cái hoa đẹp hoa xấu cũng không biết, lớn nhỏ cũng không biết. Nhưng cái tâm của chúng ta khi mà nhìn thấy cái hoa thì chúng ta cảm nhận đó là hoa, cảm nhận đó là hoa hồng, đó là hoa hướng dương, đó là đẹp là xấu, có những cảm thọ vực. Thì căn bản tâm là tri giác. Thì bây giờ cái khó gì hiểu nhất ở trong cuộc sống của chúng ta là đề cập đến hai loại tâm. Một loại tâm mà trước kia Ngài Tịnh Sự cũng như sư trưởng dùng gọi là tâm chủ quan và tâm khách quan. Thật ra về từ ngữ chủ quan và khách quan này đó, thì chúng tôi rất là ngại dùng. Bởi vì cái chữ chủ quan và khách quan ngày hôm nay đó, đôi khi người ta hiểu là nó mang cách trung thực và không trung thực, như cái nhìn chủ quan chẳng hạn và cái nhìn khách quan. Nhưng mà kỳ thật thì chúng tôi tạm gọi ở tại đây cái tâm chủ quan đó là một thứ gọi là tiềm thức. Khi mà chúng ta tâm là biết cảnh thì cái biết nó nằm ở trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như là chúng ta nói khi mình ngủ, khi mình bất tỉnh thì ở trong Anh ngữ và trong hiểu bình thường gọi là một khó không được chứng thiền và chứng thần thông, không có tu tiến cao hơn được nữa. Thì như vậy ở tại đây chúng ta nói đến một trạng thái tâm mà gọi là tiềm thức đó. Thật ra trong nhiều giáo trình dạy đó thì đa phần ít bao giờ ai đề cập đến tiềm thức là cái tâm đầu tiên để được đề cập đến. Và khi được đề cập đến thì được đề cập trong một đoạn rất ngắn. Nhưng mà kỳ thật cái tiềm thức này nó là một cái gì rất hết sức là quan trọng lắm. Hồi nãy tôi nói rằng tâm là biết cảnh, nhưng mà tiềm thức là biết cảnh gì và cái biết cảnh nó ra sao. Thì thưa quý vị, ở đây bởi vì tiềm thức nó là một thứ tâm mà nó tồn tại ở trong nhiều sát na liên tục, do đó nó mang cái tính là khó ghi nhận lắm. Sư trưởng ngày xưa có cái thí dụ là quý vị vào trong một ngôi chùa Miến Điện mà có cả hàng ngàn vị sư, nhưng mà vị nào cũng mặc y giống nhau, một màu giống nhau, mà quý vị là người lạ mới đến đó, đôi khi quý vị gặp vị này vị kia quý vị không phân biệt được. Giờ không biết vị nào, không có tại sao không phân biệt được, lại quá nhiều vị giống nhau. Thì chúng ta muốn nói là cái tâm mà sanh diệt hàng triệu triệu cái, triệu triệu sát na mà nó cùng một trạng thái tương đồng, và do vậy chúng ta không có phân biệt rõ như là những cái tâm mà ở đây chúng tôi gọi là tâm hoạt thức. Cái tiềm thức á, nó mang tới cái tiềm ẩn. Tâm hoạt thức ở đây sư trưởng và Ngài Tịnh Sự dùng gọi là tâm khách quan, nhưng mà thật ra là cái tâm mà nó xuất hiện khi mà có cảnh mới vào. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà mình điều hành một cái công ty, và điều hành công ty khi mà có khách đến
thì dĩ nhiên là có những cái bộ phận làm việc để tiếp đón khách, để mua, để bán vân vân. Nhưng mà bình thường khi mà không có khách đến thì không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều đứng yên lại. Nó cũng hoạt động, nhưng mà hoạt động trong cái cách rất là bình lặng. Mà sự hoạt động đó đôi khi chúng ta không nhận ra, nhưng mà nó có chứ không phải không có. Thì những cái tâm mà hoạt thức ở đây, chúng tôi muốn nói là khi có cảnh đến, ví dụ cảnh sắc, sinh khí, vị, xúc pháp, cái cảnh mà nó khác với cảnh của tiềm thức đó, thì bắt đầu và nó chấm dứt cái giai đoạn của tiềm thức để nó có những cái hoạt thức xen vào. Và thú thật mà nói thì ở trong thắng pháp không có một chữ nào, không có một từ vựng nào để chỉ cho những hoạt thức đó hết. Và chúng ta chỉ nói chung là có những cái tâm như là tâm ngũ sông thức, các ý môn chiếu thâu phân đoán, hay là tâm động lực vân vân, những cái tâm đó thì các vị có đề cập đến, nhưng mà gom là thành nhóm thì không có một cái tư vựng nào để chỉ cho cái chuyện tương đương mà chúng ta gọi là hoạt thức. Chữ hoạt thức ở đây thì thưa quý vị, chúng tôi dùng chữ hoạt giống như chúng ta gọi là hoạt động, hay là ở trong từ vựng Phật học Trung Hoa có chữ gọi là hoạt Phật. Hoạt Phật thì chữ hoạt Phật họ nói rằng chúng ta gọi là Phật sống, nhưng mà hoạt Phật ở đây ý nghĩa là thế giới Phật ở qua hình tượng, Phật qua truyền thuyết, Phật qua kinh điển. Bây giờ có vị Phật sống ở bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với chúng ta gọi là hoạt Phật. Thì chữ hoạt thức ở đây đó, nó là một từ mà chúng tôi thưa rằng nó không có ở trong thắng pháp tạng. Mà trước kia đó thì hòa thượng Tịnh Sự cũng như sư trưởng đều dùng hai cái chữ gọi là tâm chủ quan và tâm khách quan. Thì thú thật mà nói chúng tôi không có tìm được một chữ nào khác mà tốt hơn cho đến giờ này để chúng tôi thay thế cái chữ chủ quan khách quan đó, mà chúng tôi đành phải dùng cái chữ gọi là tiềm thức và hoạt thức. Và để quý vị có thể tạm hiểu được cái tâm, tại sao chúng tôi dùng chữ tiềm thức và hoạt thức, bởi vì chúng ta đang nói đến sự biết cảnh. Dạ, thế là tôi nói sự biết cảnh. Và sự biết cảnh này đó nó tương đối là rất là tế nhị, rất là khó hiểu. Như hồi nãy chúng tôi đề cập là cái sự tồn tại của một công ty ấy, nó là sự tồn tại của liên tục. Nhưng mà khi khách hàng đến ấy, thì thưa quý vị, nó có những cái bộ phận ở trong công ty ra làm việc với khách hàng, nhưng mà không có khách hàng cũng không có nghĩa là cái tiệm không có tồn tại. Cái tiệm nó vẫn có tồn tại. Đây là một điểm mà tương đối rất là tế nhị, chúng ta nên hiểu. Chúng ta nên hiểu về điểm này, bởi vì đối với cá nhân chú Duy mà sau nhiều năm học cũng như đi dạy Abhidhamma thì chúng tôi nghĩ rằng cái khó nhất để một người có thể hiểu được là về cái gọi là tâm hộ kiếp, vai trò của tâm hộ kiếp, cái chức năng tâm hộ kiếp và ảnh hưởng của tâm hộ kiếp trong đời sống. Cái chữ hộ kiếp ở đây chúng tôi dùng một chữ khác này, đó là chữ ngay tại sự dịch, nhưng mà chữ hộ kiếp cũng là tiềm thức hay là hữu phần do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thì bây giờ sau khi mà chúng ta nói về hai thứ tâm gọi là tiềm thức và hoạt thức ấy, thì thưa quý vị, chúng ta gặp một cái khó khăn khác. Mà cái khó khăn này khó khăn lớn chứ không nhỏ. Đó là cái cách phân loại tâm. Bình thường khi mà chúng ta học Phật thì chúng ta có học về ba cõi. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở trong cách phân loại tâm thì cũng có phân biệt tâm dục giới, tâm sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thể. Nhưng mà nó có vấn đề ở tại đây là cái chữ dục giới, sắc giới và vô sắc giới này đó, nó không hẳn là nói về cái tâm sanh trong cõi đó. Ở trong cõi đó, quý vị đừng nghĩ như vậy. Một vị phạm thiên sắc giới vẫn xài những tâm dục giới. Và những tâm dục, có những tâm giới mà nó hiện rỡ trong cả 31 cõi hữu tâm. Có một cõi vô tưởng không có tâm. Thì cái chỉ dục giới có đôi khi định nghĩa là cái gì liên quan đến
năm dục và sắc tinh khí vị xúc thì nó cũng không hẳn là như vậy. Ở đây nó có vấn đề, ở đây vấn đề thành ra trong những thứ tâm mà khó định nghĩa đó là tâm chỉ dục giới, và ở trong trường hợp đầy dài như thế nào. Chúng tôi lấy một ví dụ là có một số người học thường hiểu lầm là tâm dục giới là chỉ cho người dục giới, tâm sắc giới chỉ cho vị sắc giới, tâm vô sắc giới chỉ vô sắc giới. Không có, cái tâm nó không xài theo cõi như vậy ở đây. Và nếu chúng ta học thì tâm sắc giới, tâm vô sắc giới nó vẫn có ở trong cõi dục giới, và ở trong tâm và ở trong cõi sắc giới thì vẫn có những cái tâm dục giới, nên đừng hiểu là cõi một phân biệt. Khi mà chúng ta đi sâu vào những tâm này thì chúng ta sẽ thấy thêm cái chỗ tế nhị của quả vị tâm. Thì bây giờ chúng tôi nói về những cái hoạt thức ấy, thì thưa quý vị, đặc biệt là nó có những tâm làm việc tới cách cơ năng, tức là làm việc máy móc. Máy móc ở tại đây ý chúng ta muốn nói đó là nó chỉ đơn thuần là chỉ là một cơ phận thôi. Trong tiếng Việt Nam chúng ta có cái thành ngữ là hai bên đánh nhau thì không giết sứ giả. Dạ, hai bên đánh nhau không giết sứ giả. Tại sao không giết sứ giả? Bởi vì sứ giả là người có phần sự đưa tin, chứ không phải sứ giả là người mà đứng ra chịu trách nhiệm cho cái vui buồn, cái độ khí. Dĩ nhiên là trong trường hợp có những người họ giết sứ giả đó, nhưng mà sứ giả đây làm việc là do cái cơ năng, là phần hành thôi. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng cái người gác cổng hay là người tiếp tân, thì cái phân sự người gác cổng là ai đến trình giấy họ thấy hợp lý họ cho vào, và người tiếp tân thì họ có phần sự thông báo. Ví dụ như mình gặp vào công ty mình muốn gặp ai đó, hay vào chùa gặp ai đó thì hỏi việc tri khách, thì không có nên hiểu rằng những vị đó làm công việc đó có nghĩa là những vị đó mang cái tính cách là quyết định. Quyết định quan trọng, mà chỉ làm việc một cách máy móc. Thì những cái tâm làm việc cơ năng này nó trở nên rất là quan trọng. Và mà bài học tới chúng ta sẽ học. Và bài học tới chúng ta sẽ học cái khổ của chúng ta đó là cái bản, cái biểu đồ chư pháp mà ngày Hòa Thượng Tịnh Sự ngày dịch đó. Ở ngày thiết kế thì ngày thiết kế theo cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Và do vậy thay vì nói những tâm cơ năng trước thì ngài đặt để những tâm bất thiện trước, rồi mới tới tâm vô nhân. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng sẽ dùng cái chữ vô nhân, nhưng mà ở trong tiếng Việt mà thường thức bên ngoài chúng ta nói một người vô nhân hay là một tâm vô nhân, thì nghe chữ vô nhân có nghĩa là đôi khi chúng ta gọi là vô nhân đạo. Và vô nhân tức là vô luân, vô nhân tức là thiếu cái nhân đức, chẳng hạn thiếu nhân từ. Do cho đó chúng tôi tạm dùng cái từ tâm cơ năng. Cơ năng, cái cơ năng người là máy móc, cái tâm là việc máy móc. Cái chữ cơ năng không có trong Thắng Pháp, thưa quý vị. Nó cũng giống như chỉ tiềm thức và hoạt thức. Chúng tôi cố gắng dùng những khái niệm rất là thường thức ở bên ngoài để quý vị tạm hiểu như vậy. Nhưng mà vị nào có học cái quyển siêu lý học của Pháp Sư Giác Chánh, của sư trưởng, thì sư trưởng sư lại sắp xếp là mở đầu là tâm nhãn thức, rồi nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi mới tới ý thức. Đây là một cách mà chúng ta sử dụng trong giáo trình. Và thay vì vô đầu là tâm bất thiện, thì chúng ta vô đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi mới ý thức. Và cái cách này nó cũng là một cái cách được cái môn gọi là luận tạng của bên Phật giáo Bắc truyền sử dụng, nhất là A Tỳ Hàm Câu Xá hay là trong Duy Thức Học đó. Thì cũng bắt đầu sắp xếp theo sáu thức. Sáu thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, chứ không có bắt đầu bằng tâm bất thiện. Do vậy quý vị sẽ thấy vị nào làm quen với cái vị nào là quen với cái biểu đồ mà ngài Tịnh Sự vẽ đó, thì ngài vẽ tâm bất thiện trước, rồi mới tâm vô nhân, rồi tâm dục giới tịnh hảo, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Chúng tôi xin nói rằng cái biểu đồ rõ ngày vẽ dựa trên cái bố cục của Thắng Pháp Tập Yếu Luận của ngài Anuruddha. Nhưng mà đó không phải là cách trình bày duy nhất, mà có nhiều cách trình bày. Như chúng tôi nói rằng
ở trong quyển siêu lý học của sư trưởng, thì đầu tiên sư trưởng cũng sử dụng với những tâm cơ năng trước, như tâm nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, vân vân. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Chúng tôi biết rằng đôi khi quý vị sẽ có những cái xáo trộn, có những cái xáo trộn trong cái việc học. Nhưng chúng tôi thưa rằng trong một cái buổi học đó, đôi khi chúng tôi xài những danh từ quá xa lạ đó, đôi khi quý vị Phật tử, quý vị sẽ không hiểu được. Cái lý do mà chúng tôi phải sử dụng từ vựng này và chúng tôi phải nói tới nói lui đó là tại vì trong nhiều môn học đó, chúng tôi để ý thấy rằng một buổi học mình chỉ tăng xài cả một chục cái từ vựng mà hoàn toàn thắng pháp, mà quá chuyên môn, quý Phật tử không nghe kịp, và nhất là thời gian ban đầu hay là những người không có theo dõi được. Nên chi cái sự phân loại đó, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng những cái tâm có tác cơ năng trước, như là ngũ sông thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi tâm như là tiếp thu quan sát, rồi kháng ngũ môn, kháng ý môn, vân vân. Rồi sau đó chúng ta mới đi vào các tâm bất thiện và tâm thiện. Đó là cái trình tự mà chúng tôi sẽ đề cập đến ở trong bài kinh này. Bây giờ thì thưa quý vị, ngoài tâm là vị cơ năng, nó có một loại tâm, mà loại tâm đó nó chiếm phần lớn, chiếm phần nhiều những cái tâm mà chúng ta đề cập. Đó là cái tâm xử lý cảnh. Tâm xử lý cảnh, nghe từ sự gì gọi là tâm động tốc. Quý vị nghe chữ động tốc cũng lạ, tại vì chữ động ở đây đó, ngày 10 cái chữ giống như động lý, như động lý văn phòng, là cái người xử lý công việc. Chữ tốc ở đây chỉ chavana, và chữ chavana ở đây chỉ cho cái nhanh, tại vì ở trong một cái khoảnh khắc mà tâm sanh diệt bảy sắc nào, chúng tôi không muốn đi sâu vào đoạn này, chúng ta sẽ học sau. Nhưng đại khái cái tâm này là tâm xử lý cảnh. Thì riêng trong thắng pháp thì cái tâm xử lý này có một điều thú vị là nó không phải là quả của quá khứ. Và thí dụ như là cái phản ứng tham sân si, phản ứng về hiền thiện, phản ứng cao thượng của chúng ta trong đời sống, những phản ứng đó không nên nói là do quá khứ, nó không phải là những tâm quả, mà đó là cái gì trong hiện tại này. Và đó là sự quyết định của chúng ta, chúng ta gọi là cái ý chí. Ý chí là cái gì quyết định hiện tại? Cái ý chí nó trái lại với cái tiền định. Cái tiền định là cái gì? Là an bài. Ý chí là không có sự an bài. Nhưng mà cái tâm xử lý này đó, nó lại chịu ảnh hưởng bởi quá khứ ở một thứ gọi là thói quen. À, cái thói quen mà quý vị nghe nghe sư thường gọi từ siêu, hay nói thường thân ý duyên, hay là thường cận y, thường thân ý duyên là thói quen. Ví dụ như là ai khen mình đỏ mặt, tại vì mình không có thói quen nghe người ta khen. Nhưng mà mình qua bên Mỹ, qua Mỹ ấy, thì một phụ nữ ra ngoài đường, người khác họ khen cô đẹp quá, thì mình không có mình không nghĩ là đó là một điều xấu, mà cũng không có đỏ mặt, mà chỉ trả lời cảm ơn. Nó cũng là một thói quen. Thì những cái tâm mà xử lý cảnh này đó, nó chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi thói quen, nhưng mà nó không phải là cái quả của quá khứ. Dạ. Tại vì nếu đó là quả quá khứ thì là thiện là ác, thì mình đổ cho nghiệp quá khứ hết. Không phải. Những cái thiện ác trong thắng pháp khẳng định rõ, mà chúng ta nói qua cái tâm xử lý đó, nó là một cái quyết định trong hiện tại. Nó có thể chịu ảnh hưởng bởi thói quen, nhưng không phải là một thứ tâm quả. Dạ. Và cái tâm này thì đã chiếm phần lớn. Chúng ta đặc biệt phải rất là lưu ý về điểm này. Thật ra khi mà nói tâm là biết cảnh, thì chúng tôi muốn quý vị làm quen với hai cái khái niệm. Đầu tiên là tâm thuộc về tiềm thức và tâm thuộc về hoạt thức. Tiềm thức là cái gì đó mà nó ẩn tàng, nó tiềm tàng trong đời sống của chúng ta. Nó cũng là một thứ tâm biết cảnh. Mà biết cảnh như thế nào chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng nó là một thứ tâm biết cảnh mà nó rất là tiềm tàng, do đó chúng ta không nhận rõ. Chúng ta chỉ biết rằng một người cái tiềm thức ấy, nó ảnh hưởng là người đó thông minh hay không thông minh, vui vẻ hay là tâm điềm đạm, hoặc giả là nhanh là tâm nhậm lẹ hay là chậm lục. Mấy cái đó thì chúng ta biết, nhưng mà ngoài ra thì chúng ta không biết nhiều về tiềm thức bằng cách quan sát nó. Thì tất cả những tâm khác ngoài tiềm thức ra đó, chúng ta tạm gọi là tâm hoạt thức.
Và Chúa nhắc quý vị là trong A Tỳ Đàm chính thức không có một chữ nào dùng chữ Phật trước hết. Mà xưa nay thì khi mà dạy A Tỳ Đàm, ngài Tịnh Sự và sư trưởng dùng cái chữ gọi là chủ quan và khách quan. Chủ quan chỉ cho trực thức và khách quan chỉ cho hoạt thức. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng hai chữ đó rất dễ bị hiểu lầm, nên chúng tôi không sử dụng. Và khi mà chúng ta đề cập đến cái gọi hoạt thức thì chúng ta phải biết rằng có hai thứ mà trong sáng pháp cũng không đề cập nhiều rõ về chữ này, là tâm cơ năng và tâm xử lý. Có đề cập đến những cái tâm làm việc máy móc, nhưng mà không có một cái nhóm nào gọi là cơ năng. Chỉ cơ năng đó là việc máy móc không có. Ở đây là cái mà chúng tôi xài để quý vị hiểu. Và cái tâm làm việc máy móc cũng như là việc xử lý đó, thì chúng tôi ý chúng tôi muốn nói tương tự như trong một công ty mà có những cái chức năng, mà những chức năng nó gọi là vô thưởng vô phạt. Và vô thưởng vô phạt, ví dụ như là người gác cửa cổng, hay là người đưa khách vào, hay là người tiếp tân vân vân, thì cái đó làm việc bằng cái chức năng máy móc. Cái mà gọi là quyết định và quyết định một cái sự việc nào đó, ví dụ quý vị đụng tới Starbucks về vấn đề kỳ thị chủng tộc, thì bây giờ cái người quyết định để có thái độ kỳ thị hay không kỳ thị đó là người CEO, chứ không phải là những nhân viên gác cổng ở bên ngoài. Và quý vị bị rè, và quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha. Và quý vị chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị có nghe được không? Quý vị có nghe rõ không? Dạ vâng. Có vị nào mà có theo dõi bên Zoom, quý vị có thể cho chúng tôi biết là bên Zoom quý vị còn nghe được không? Xin hỏi là vị nào là việc bên Zoom, quý vị có biết là bên đó còn nghe được không? Dạ tốt quá. Mấy hôm nay thưa quý vị chúng tôi biết có chuyện này phải tâm sự quý vị là tội nghiệp sư Từ Tri á, sư cố gắng để giúp cho sư vị giảng sư là việc quên dung và là việc quên sư Từ Tri, quý vị sư Từ Tri không có hoan kỹ lắm về cái chuyện rắc rối kỹ thuật này, nhưng mà dân già rồi thì chúng ta phải sử dụng, là bởi vì mình sẽ dùng rất nhiều cái đồ hình, rất là nhiều biểu đồ, và đồng thời từ từ thì chúng tôi phải bắt buộc phải vừa giảng giống như cầm bảng lên cầm phấn viết lên bảng vậy đó. Bây giờ thì chúng tôi nói nhiều hơn, nhưng mà trong những phần tới thì bắt buộc là chúng tôi phải dùng Zoom, do đó phải dùng một thứ một lúc cả hai bên, nên quý Phật tử chịu khó nha, và chịu khó chút xíu từ từ rồi chúng ta sẽ quen. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi đi sang một cái ngoài cái khi mà chúng tôi nói những cái tâm như vậy đó, thì chúng tôi muốn đề cập đến cách phân loại, cách phân loại về giản dị nhất và dễ hiểu là phân loại theo sáu thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì nghe nó rất suông, nhưng mà kỳ thật thì nó không giúp ích được gì nhiều.
không giúp chính vị nhiều. Tại vì trong thắng pháp thì năm thức đầu, từ nhãn thức cho đến thân thức thì rất là đơn giản, nhưng mà ý thức thì nó cồng kềnh lắm. Dạ, ý thức cồng kềnh, có thể nó quá cồng kềnh đi. Do vậy chúng ta có một cách phân khác, tức là chúng ta phân tâm cho làm việc theo cơ năng, và đồng thời tâm bất thiện, rồi tâm tình thảo dục giới, rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. Thì như vậy đối với chúng tôi là nó dễ phân hơn, dễ học hơn. Dần dà rồi quý Phật tử cũng sẽ thấy. Chúng tôi muốn quý vị tập làm quen với cái biểu đồ, là bởi vì cũng biểu đồ đó chúng ta sẽ sử dụng cho hơn 300 bài học trong giáo trình này, xài một biểu đồ thôi. Và khi quý vị nhìn vào biểu đồ thường xuyên thì quý vị sẽ hiểu. Ngày hôm nay chúng tôi đưa chúng vị 4 cái biểu đồ, ở trong đó có 3 cái biểu đồ về sự phân loại của tâm, thì quý vị sẽ thấy được rằng đây là một trong những cái điểm mà chúng ta càng ngày càng phải làm quen thuộc. Khi mà nói đến ngữ và nghĩa đó, ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin thưa rằng Abhidhamma có rất là nhiều chữ, rất là nhiều chữ để chỉ cho tâm. Ở đây chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta thường nghe nói tâm, ý, thức, và ở trong tiếng Phạn còn nhiều nữa. Khi có chữ chỉ chê ra, như chê ra xí cả, tụ tánh tâm và nhiều thứ. Nhưng mà ba cái từ vựng mà phổ thông nhất mà chúng ta thường nghe đó là tâm, ý, thức. Thì căn bản mà nói đó thì tâm, ý, thức giống nhau. Nhưng mà có những trường hợp khi mà nói đến năm quận thì không có dùng chữ ý quận hay là tâm quận, mà dùng chữ thức quận. Và có những trường hợp chữ tâm đó, nó bao gồm cả thọ tưởng hành thức, tức là thức là một bộ phận nhỏ của tâm, và thức có nhiều khi đồng nghĩa với tâm. Đây là cái rắc rối trong thắng pháp. Ví dụ như là chúng ta nói tâm, ý, thức. Tâm, ý, thức ba chữ là tâm đó, thay vì nói tâm nhãn thức, tâm ý thức, ta nói tâm ý thức. Thì quý vị thấy ba chữ nằm chung một cụm từ, nhưng mà cái nghĩa nó hoàn toàn khác. Về từ vựng á, thì nó tùy theo ngữ cảnh thôi. Và ngữ cảnh này cái người học đi sâu vào thì người đó mới có thể nhận ra được. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình làm việc ở trong một cái tổ chức, thì người ta có phân ra nhiều cái thành phần gọi là hội viên danh dự hay là hội viên bảo trợ, hội viên chính thức. Họ phân biệt theo cái tuổi, là hội viên thuộc về cao niên hay là những hội viên bình thường, hay hoặc giả là người ta có phân là cái hội viên mà làm việc trong hội đồng quản trị và hội viên bình thường. Ví dụ có một người đó họ thấy phân ra nhiều cách khác nhau, thì cái chuyện phân chia tâm nó cũng tương tự như vậy. Riêng về cái tâm và ý thức, những từ vựng đó rất là dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, manupang ma tham manusatha manubaya, thì cái ý đó nên hiểu đó là tâm, ý nghĩa là tâm. Nhưng mà có những trường hợp mà chúng ta nói rằng năm quẩn thì có 4 danh quẩn là thọ tưởng hành thức, thì khi mà nói đến một cái tâm là nó bao gồm cả thọ tưởng hành thức, thì chữ thức nằm ở trong cái tâm đó. Chúng tôi nói đại khái quý vị không cần nhớ nhiều về điểm này. Thì thưa quý vị, có một cái từ vựng mà quý vị cũng nên làm quen, là nếu quý vị nào học trong cái hệ gọi là Phật học chữ Hán á, đặc biệt ở trong duy thức á, thì các bậc tiền bối ngày xưa, đặc biệt người Huyền Trang, đã dùng cái chữ tâm vương và tâm sở. Vương và tâm sở, thì cái tâm sở được hiểu là những cái thuộc tánh của tâm, và tâm vương thuộc về tâm. Thì cái từ tâm vương tâm sở được ví dụ giống như là một cái triều đình, ở trong đó ông vua là chính, và các cái quan, các quần thần cộng lại đó, thì gọi là quần thần cộng lại đó, thì gọi là một triều đình. Một triều đình. Tuy nhiên
chúng tôi không dịch chữ này. Sư trưởng có đưa ra một cái ý kiến là mình dùng cái chữ tâm vương, tâm sở. Nếu người biết chữ Hán thì biết là tâm sở là một cái phần thuộc tính của tâm, nhưng mà nếu người không biết tưởng đâu tâm vương là một thứ tâm, tâm sở là một thứ tâm khác, họ thành ra không có dùng chữ tâm vương, tâm sở. Cái ở đây quý vị chỉ chelasika, ở trong tiếng Anh ta gọi là attributes. Attributes chúng tôi gọi là thuộc tánh. Thì cái thuộc tánh này đó, là một tâm có thể có nhiều cái thuộc tánh, và những cái thuộc tánh này nó tạo nên những cái trạng thái đặc biệt của tâm. Tâm là biết cảnh thôi, nhưng mà khi mà tâm nào nó cũng có những cái thuộc tánh biến hành, nhưng mà tâm nào nhưng mà có những cái tâm mà nó đi có thuộc những thuộc tánh bất thiện thì đó là tâm bất thiện. Có những cái tâm đi với thuộc tánh thiện thì nó là thiện. Thì cái đó chúng ta nên hiểu như vậy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bây giờ chúng tôi làm trụ trì một ngôi chùa. Làm trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà cái sự hoạt động thì không phải một mình làm trụ trì ngôi chùa được, mà nó hoạt động nó đi với những người Phật tử, những người cộng sự viên. Và chính như những người cộng sự viên này đó, nó tạo nên một cái đặc tính cố hữu. Nhưng mà riêng trong thắng pháp Abhidhamma thì tâm và thuộc tánh nó tồn tại chung trong một sát na tâm. Nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn và đồng biết một ảnh. Không sanh trước, không sanh sau. Do đó không phải nói ai làm chủ, ai làm tớ. Không nói đến là ai làm vua, ai làm quan. Cũng như là chúng ta nói như vậy là bây giờ ở trong tâm bất thiện mà tâm tham, thì cái thuộc tánh về tham là cái thuộc tánh được nhấn mạnh nổi trội. Tâm sân thì thuộc tánh về sân, cái thuộc tánh sân, sân nó nổi trội. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà ở trong cái tâm tham hay tâm sân đó, cái tâm nó sanh trước và những thuộc tánh sanh sau, hay tâm nó điều khiển những tâm kia, không phải như vậy. Nó đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh. Thật ra trong thắng pháp Abhidhamma thì dịch cái chữ tâm vương và tâm sở nó không được tốt. Và cũng do vậy Hòa Thượng Tịnh Sự, ngài Hòa Thượng không có dịch là tâm sở, mà Hòa Thượng Tịnh Sự là dịch là sở hữu tâm. Sở hữu tức là gì mà nó thuộc về tâm. Mà chúng tôi thấy chữ sở hữu tâm á, ngài có một ý đó, nhưng mà rồi về sau này á, thì cái chữ sở hữu tâm người ta lại hiểu khác cho người ngoài đời. Do đó chúng tôi đặc biệt ở trong giáo trình này không dùng chữ sở hữu tâm hay là tâm sở, mà chúng tôi dịch là thuộc tánh của tâm. Thuộc tánh đó là những attributes. Bây giờ thì chúng ta đi vào một cái khái niệm quen thuộc của bài học ngày hôm nay, là cái sự khác biệt giữa cái gọi là có tâm và không tâm. Khác biệt rất lớn, thưa quý vị. Chúng ta nhớ rằng có cái thời kỳ mà cái điện thoại mà bình thường trước khi chúng ta xài đó, mình bấm số nào nó chạy số đó thôi. Nhưng mà sau này chúng ta có cái điện thoại gọi điện thoại thông minh. Tại sao điện thoại thông minh? Tại vì nó có cảm biến. Nó cảm biến, và chẳng những nó cảm biến được mà nó xử lý nhanh hơn, tốt hơn. Và ngày nay người ta có những cái gọi là artificial intelligence, tức là những cái trí thông minh nhân tạo. Nhưng mà thưa quý vị, cái biết mà của cảm biến đó nó không có thể so sánh được với cái tâm. Tại vì cái biết của cảm biến là cái biết mà đã được định chế trước, đã được lập trình trước. Và cái biết nó chỉ đơn thuần là cái biết, chứ nó không có cảm thọ vui buồn. Như chúng ta nói, trong một cái tâm nó có thọ tưởng hành thức. Thọ đó là cái cảm thụ, tưởng là cái kinh nghiệm quá khứ, cái nhận thức hiện tại do cái kinh nghiệm quá khứ, hành tức là cái quyết đoán hay là cái ý chí, và thức là sự nhận biết của các giác quan. Thì sau này chúng ta sẽ nói tại sao mà những một cái tâm mà nó lại có nhiều cái thuộc tánh và nó đi chung với nhau như vậy trong cái gọi là danh quẩn. Khi nó đi danh quẩn đối lập với sắc quẩn, những danh quẩn này gồm có thọ tưởng hành thức. Rồi
Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn nhắc đến một điều là hỏi tâm là gì, thì quý Phật tử nhớ tâm là biết cảnh, dạ, tâm biết cảnh hay là năng tri, hoặc là chúng ta gọi là tri giác. Dạ, chữ năng tri thì cũng được dùng tương đối nhiều, nhưng mà cái chữ mà chúng ta thường biết bên ngoài là tri giác. Tuy nhiên không nên hiểu rằng trong lúc mà chúng ta nằm ngủ hay là chúng ta bất tỉnh mà chúng ta không có tâm, không phải như vậy. Chúng ta vẫn có tâm, nhưng mà cái tâm đó không được chúng ta nhận biết. Dạ, chúng ta nhận biết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là ở trong một cái công ty khi chưa khách hàng thì công ty đó vẫn tồn tại, vẫn có việc làm, nhưng mà vì cái việc làm đó nó có tác cách là không có nổi trội như khi khách đến, thì đôi khi chúng ta cảm tưởng là không ai làm gì hết, nhưng thật sự nó có làm việc, nó có tồn tại và có hoạt động. Thật ra ở đây thì chúng ta lại làm quen với hai cái khái niệm là tiềm thức và hoạt thức. Và khi mà chúng ta nói hoạt thức thì chúng ta lại phải phân ra làm hai thứ, là một tâm làm việc ở tất cái cơ năng, và một tâm làm việc ở tất cái lý. Và cái cơ năng á, tức là cách máy móc, nó mang cái cách vô tưởng vô phạt, nó chỉ làm việc theo cái chức năng đã định sẵn, cố hữu, mà nó không phải là mang cái gọi là quyết sách hay là quyết đoán của cái cách như là cái tâm xử lý. Thì cái tâm cơ năng và xử lý nó cũng là hai cái hình thái mà chúng ta phải làm quen. Và trong cái tâm xử lý cảnh á, thì nó có rất nhiều thứ tâm được đề cập đến trong 121 tâm. Khi mà chúng ta làm quen với những khái niệm này rồi thì mình đi thẳng vào trong từng cái tâm một, quý vị sẽ không có cảm thấy lúng túng. Thật ra thì đáng lẽ là ngày hôm nay chúng tôi có đề cập đến một cái tiến trình của tâm thức như trong biểu đồ chúng tôi đưa quý vị, nhưng mà chúng tôi sợ rằng nói nhiều quá đó thì nó là chi phối quý vị không có nhớ được. Chúng tôi chỉ muốn quý vị nhớ ba điểm chính của bài học ngày hôm nay. Một á, là tâm có nghĩa là biết cảnh, dạ, tâm nghĩa là biết cảnh hay là năng tri hay là tri giác. Và khi mà đề cập đến cái tâm thì trong Phật Pháp nói rằng chúng ta đời sống nội tâm tồn tại là của một dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức gồm có nhiều sát na sanh diệt nối tiếp lẫn nhau, mỗi một lần chỉ một sát na tâm, và trong một khẩy móng tay có triệu triệu sát na như vậy. Và những sát na này nó bình thường, nếu nó không có cảnh ở ngoài hiện vào ra thì không có hiện đến, thì nó gọi là tiềm thức hay là phá quan cá hay là hữu phần hay là hộ kiếp. Và ngoài cái tiềm thức thì đối lập lại khi có cái cảnh hiện ra thì nó gọi là hoạt thức, tức là cái tâm được kích hoạt, tâm bắt đầu hoạt động. Và cái tâm này, thưa quý vị, nó lại chiếm phần lớn những cái tâm được đề cập đến. Và trong cái tâm mà gọi là hoạt thức đó, thì chúng ta có đề cập đến hai là tâm là việc cơ năng và tâm là việc xử lý. Những cái này là cái mà chúng ta nên hiểu. Ngày hôm nay thì chúng tôi lại không có muốn quý vị nhớ nhiều những chi tiết, mà chỉ là những khái niệm để làm quen. Và khi chúng tôi nói khái niệm này, chúng tôi nói là quý Phật tử khi học phải đặc biệt rất là cẩn thận. Tại sao quý vị cẩn thận? Là bởi vì nó có vấn đề. Dạ, nó có vấn đề mà quý vị phải cẩn thận. Ở đây là chúng ta phải bắt một cái nhịp cầu giữa cái cách nói thông thường và cách nói rất là chuyên môn. Nếu chúng ta nói chuyên môn quá, quý vị sẽ không có hiểu rõ khi chúng tôi đang nói gì. Nhưng mà nếu chúng ta không có nói những từ vựng chuyên môn thì về đường dài quý vị sẽ gặp trở ngại. Do đó quý vị để ý, thí dụ chúng tôi nói về chữ tiềm thức thì chúng tôi có lưu ý rằng trong tiếng Phạn là chữ phá quan gá, và từ Minh Châu dịch là hữu phần, người ta sử dịch là hộ kiếp. Yeah. Chúng tôi có giải thích tại sao gọi là hộ kiếp, tại sao là hữu phần, thì quý vị cũng nên hiểu rằng hôm nay tại sao chúng tôi dùng cái chữ tiềm thức. Những điều đó là điều mà tất cả quý Phật tử rất là cần lưu tâm. Chúng ta đang có một cái cố gắng để làm quen, là quen thuộc từ từ. Và với những bài học tiếp theo thì dần dà cái hình ảnh nó sẽ trở nên rõ ràng thêm.
đừng bao giờ học Thắng Pháp Abhidhamma mà quý Phật tử đòi hỏi rằng mình nghe xong bài học đó mình phải hiểu 100% hết. Không có ai hiểu 100% hết. Mà chúng ta có thể nói rằng chúng ta hiểu được một số khía cạnh nào đó. Dạ, số khía cạnh nào. Ví dụ như là quý vị vào làm việc trong một cái công ty mới, được hướng dẫn đưa đi thăm những cái phòng ốc, những cái bộ phận làm việc, thì đừng nghĩ rằng mình đi một tuần vòng như vậy là mình biết hết. Không, không biết hết đâu. Đi chỉ là thoáng qua thôi. Và rồi dần dà thì chúng ta sẽ hiểu. Và riêng về cái cách phân lâm, nó là một đặc điểm lớn của Abhidhamma. Hồi nãy quý vị nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu có nói rằng tâm có thể phân là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng thực sự tâm có nhiều cách để phân lắm, rất nhiều cách phân. Và nếu mà chúng ta phân nhiều cách quá đó, thì ở đây chúng ta bối rối. Do vậy chúng tôi đặc biệt đề cập đến tâm phân theo Bộ Thắng Pháp Thời Yếu Luận, là những tâm làm việc có cách chất cơ năng là những tâm vô nhân, có những tâm làm việc tâm bất thiện, rồi tâm tình thảo giới, rồi tâm sắc giới, vô sắc giới, tâm siêu thế. Nhưng mà cũng có cách phân khác rất là phổ thông, như là trong quyển Siêu Lý Học của sư trưởng, hay là trong câu xá luật dịch là có tâm nhãn thức, dị thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Thì đây là một ở trong một số các phương diện mà chúng ta phải lưu ý khi chúng ta đi vào môn Thắng Pháp này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây một chút để bước vào phần thảo luận, và hy vọng rằng Thượng Tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết Thượng Tọa có nghe không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa, và không biết Thượng Tọa Tuệ Siêu có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Thì là trong cái cách mà chúng ta nói tâm là năng tri, là biết cảnh, thì có nhiều khi người ta dùng cái chữ gọi là bất tỉnh hay là bị xỉu, hoặc giả chúng ta ngủ mê man, ngủ không nằm chi bao chẳng hạn. Thì trong lúc mà chúng ta bất tỉnh như vậy, chúng ta cũng có tâm, và tâm lúc đó biết cảnh gì, hay trong lúc mà chúng ta ngủ mê man, chúng ta biết cảnh gì, tức là trước khi mà hoạt thức sanh khởi đó, mà cái tâm hộ kiếp, tâm chủ quan, thì tâm chủ quan nó biết cảnh gì, thì đó có thể giảng giải thêm quý Phật tử biết về điểm này không? Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Thiện Thuật Đức Kính Thường Quý Phật Tử. Lúc mà chúng ta ngủ mê man, lúc chúng ta ngất đi, tất cả tâm đó đều gọi là tâm pháp quân cái chất tác, là tâm hữu kiếp hay là tâm hữu phần. Mà tâm hữu phần này nó là đồng loại với tâm bất thí sanh thí, là tán tục hay là tâm tục sinh. Bất thí sanh thí thứ tám là tâm tục sinh. Chính cái tâm tục sinh đó, thí dụ như bây giờ mình tục sinh ở cõi người bằng cái tâm đại quả, thọ hỷ hợp ký vô trợ, thì với người đó khi họ tục sinh bằng cái tâm này
thì suốt trong cuộc đời của họ, hãy lúc nào mà không có tâm khách quan sinh khởi thì cái tâm hữu phần nó sẽ sanh lên. Tâm hữu phần đó chính là cái tâm tái tục vậy. Thì như vậy tâm hữu phần biết cảnh gì? Ở đây thưa quý vị, trong giờ phút là lâm chung ở cái sống trước, cái tiềm thức biết được cảnh nghiệp, nghiệp tướng thủ tướng, một người ở trong đời quá khứ, lúc đó trong kiếp sống đó họ đã làm được cái gì, họ hành động cái gì, họ câu cá bắn chim, hoặc là họ đi cướp, đi giật, đi trộm, hoặc là họ hàng ngày họ đặt bát cúng dường đến các vị sư hay là Đức Phật Đồng Giác chẳng hạn. Thì như vậy trong giờ cận tử lâm chung thì cảnh đó nó cạn lại. Một người thường sát sanh thì trong giờ phút đó nó khởi lên, nó cạn lại cái cảnh mà đang sát sanh. Còn một người làm thiện đang, họ đã từng cúng dường đến các vị xuất gia, các vị tỳ kheo đi khất thực chẳng hạn, thì trong giờ phút lâm chung đó nghiệp khởi lên cho họ là họ thấy họ đang cúng dường, đặt bát vân vân. Rồi trong giờ phút lâm chung ở kiếp trước, họ thấy cái nghiệp tướng, thí dụ như thấy những cái vật dụng mà liên hệ đến cái hành động nghiệp, như một người họ sát sanh, họ cầm dao đi sát sanh, họ cầm súng ống để đi sát sanh, hoặc là họ dùng cái phương tiện nào, thì giờ phút lâm chung nếu không có cảnh nghiệp sinh khởi thì cái nghiệp tướng là người đó thấy con dao, hoặc là thấy cái súng nhìn chẳng hạn, hoặc là một người đi cúng chùa, đi cúng Phật hôm qua, thì giờ phút đó cái nghiệp tướng của họ sẽ là bông hoa, họ thấy gì. Rồi ở trong một đời sống quá khứ, lúc lập chung, họ có thể thấy thú tướng, tức là cái tâm của họ mơ màng màng. Lúc đó họ thấy họ đi lạc trong một cái khu rừng âm u tăm tối, họ thấy cái đó gọi là cái cảnh để dẫn đi tái sanh, để về hướng đến sự tái sanh, sanh xuống địa ngục. Còn nếu như một người Phật tử là phước trong giờ phút lâm chung đó, thì họ thấy cái cảnh đền đài của các vị chư thiên như chẳng hạn, thì cái đó là cái điềm nghiệp cho biết rằng là họ sẽ tái sanh về cõi và vui vật. Nếu như mà cái thú tướng rồi gắt tiết niệm bất tán trong giờ phút lâm chung
như thế nào thì bắt đầu khi mà cái quả nghiệp, cái nghiệp này nó sẽ tạo ra cái quả dị thục ở trong tương lai. Khi người đó tục sinh dính cái quả dị thục đó ngay trong đời sống luôn luôn, tâm này biết cảnh cũ, biết cảnh cũ, tâm hộ kiếp thứ nhất là biết cảnh chân đế, hai là biết cảnh cảnh cũ. Chúng ta biết cảnh có, tâm biết cảnh có hai trường hợp. Một là biết cảnh năng động, hai là cảnh thụ động. Thì cái tâm hữu kiến là biết cảnh thụ động, chứ không biết cảnh năng động. Biết cảnh năng động tức là cái tâm động lực cho bánh đá trong lộ trình tâm khách quan thì mới là biết cảnh, biết cảnh năng động. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho các câu hỏi và thượng tọa Nhật Đản Phật nêu. Nam mô Bổn Thầy. Sao tôi kích thích từ đó từ xuống. Bạch thưa thầy sư, chúng ta cũng nói về một cái biết, nó không hẳn thuộc về tiềm thức, mà nó cũng không hẳn là cái tâm năng động bình thường, mà chúng ta nói về cái tâm biết cảnh chim bao chẳng hạn. Chim bao thì ở trong Thắng Pháp nói rằng ở trong chim bao chúng ta không có tạo nghiệp. Ví dụ như là ở trong lúc chúng ta nằm mộng, mình thấy rằng mình ăn cái gì đó, mình đi đâu đó, mình phản ứng, mình nói chuyện, mình làm cái gì đó, nhưng tất cả những cái phản ứng của mình nó đều không tạo nghiệp. Thì như vậy rõ ràng là chiêm bao không phải là một thứ tiềm thức, mà nó cũng không phải là một thứ tâm mà chúng ta gọi là tâm năng động. Thì sư tổ có thể giải thích tại sao không? Tại sao là một cái chủ tâm tạo tác trong lúc chiêm bao mà không tạo nghiệp, mà không tính là tiềm thức? Kính thỉnh thưa tổ còn hiểu trở lại. Kính bạch cho thần, kính thưa quý vị, giấc chim bao tâm nó biết cảnh giống như là tâm nó diễn biến rồi cũng giống như thời bình nhật, nhưng mà động lực nó không có tạo nghiệp. Còn trong thời bình dân có tạo nghiệp là bởi vì
trong thời bình nhật tâm tạo nghiệp có cái sự chủ động để mà thân hành, hành động, khẩu hành động, ý hành động. Còn trong thời bình nhật thì cái tâm động lực thiện hay bất thiện nó trước tâm tạo nghiệp là bởi vì có cái sự chủ động với lại trong giấc ngủ thì cảnh đó là cảnh không thật, cảnh do cái tư tưởng chặn lại thôi. Xin lỗi vì chúng tôi đang nói tới đâu. Chúng tôi nói cái lộ cái động lực, động lực chiêm bao và động lực vô bình nhật cũng đều là động lực tham, động lực sân, động lực si hay là động lực thiện. Nhưng mà trong cái giấc chiêm bao, cái động lực đó khi mà sát sanh vân vân thì cũng không có tạo nghiệp. Lý do tâm thì nó cũng giống nhau, thời bình nhật và cái thời chiêm bao. Nhưng mà vì trong thời bình nhật ngoài cái việc tâm nên chủ động được để hành động, nó lại còn thêm cái nữa là cảnh, cảnh đến để mà xử lý cảnh, cảnh đó là cảnh thật. Còn trong giấc chiêm bao cái tâm động được thiện không được thiện, nó xử lý cảnh, cảnh đó là cảnh giả. Vì xử lý cảnh giả cho nên nó không thể tạo nghiệp. Còn xử lý cảnh thật thì nó mới tạo nghiệp. Do đó nó có hai cái ý nghĩa là động lực trong giấc chiêm bao không có tạo nghiệp, chỉ có động lực bình nhật mới tạo nghiệp, là bởi lý do trong thời bình nhật mỗi cái hành động đều có sự chủ động. Và cảnh mà tâm tham sân si mà biết cái cảnh đó là cảnh thật thời bình nhật, còn chiêm bao chỉ là cảnh giả mà thôi. Vì là cảnh giả làm sao mà nó tạo nghiệp được. Thí dụ như trong đời sống bình nhật khởi lên cái tâm sân sắc, mình cầm dao mình chặt đầu người khác hoặc là đâm bụng người khác khi người khác chết, thì cái đó mới là tạo nghiệp. Còn ở trong giấc chiêm bao cũng thấy mình cầm dao mình đâm người ta, cũng thấy mình cầm dao để mình chém người ta chết,
Nhưng mà cái đó là cảnh giả. Thì đây chúng ta nên hiểu như vậy. Xin tính thường tội lực đáng trở lại. Sa thú. À, xin hỏi thiền tọa thầy siêu một câu rồi xin hỏi thiền tọa thầy siêu một câu nữa rồi thỉnh tọa đi nghỉ. Và thiền tọa thầy siêu, chúng ta là người tu á, thường hay nói đến tu tâm dưỡng tánh, là mình nghĩ rằng mình tu á lâu ngày mình sẽ thay đổi được tâm mình. Nhưng bây giờ nó có hai vấn đề. Một á là cái tiềm thức hay là tâm phụ kiếp mình không thay đổi được. Mình sinh ra với tâm tục sinh thế nào thì tâm hộ kiếp thì là tiềm thức nó như vậy. Tâm hộ kiếp thế nào tâm tử như vậy. Thì nói tâm hộ kiếp rồi không thể sửa được rồi. Yeah. Nếu mà tâm hợp tí hay là thọ hỷ thì nó mãi mãi là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói đến cái tâm xử lý, tức là tâm đạo nghiệp á. Cái tâm đạo nghiệp là tâm châu bá ná. Thì tâm châu bá ná nó không là một, không phải là một thứ tâm quả. Tức là tâm châu bá ná nó không phải là thứ tâm được tạo nên bởi những cái tâm trước. Thì như vậy là cái ảnh hưởng của sự tu tập nó nằm ở chỗ nào? Có phải là do thường thân ý duyên, là do thói quen, hay là do cái gì không? Thì tôi giải thích rõ là nếu mình nhìn nguyên vào một cái lộ trình tâm, một cái diễn trình tâm, thì cái sự tu tập của chúng ta nó ảnh hưởng ở chỗ nào? Ở trong cái diễn trình tâm thức mà như vậy. Xin kính thỉnh sư tổ quan hệ trở lại. Kính bạch thưa tăng, kính thưa quý vị, nếu những cái vấn đề này mà những câu hỏi được đặt ra ngay trên lớp học ban ngày, có lẽ là chúng tôi sẽ giải một buổi. Nhưng mà giờ này là ở bên Việt Nam là giờ lớn, cho nên chúng tôi chỉ giải cho quý vị nghe bằng đêm thì khác. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề cái sự tu tập của chúng ta nó ở cái giai đoạn nào ở trong một cái diễn trình tâm. Thì thưa quý vị, chắc chắn chúng ta phải hiểu là ở chỗ cái giai đoạn động lực hay là cái danh từ mới mà thường tội giáo đảng dùng gọi là tâm xử lý. Khi mà những cái lộ trình tâm trước đó, tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi cái do cái sự khéo tắc ý cái lộ kế tiếp rồi. Nó có niệm, có chánh niệm ở trong cái tâm đại thiện làm công đức, nó biết được cái tâm vừa sanh là cái tâm bất thiện,
liền lúc đó do cái sự chủ động mà diễn lộ tâm kế tiếp thì chỉ là động lực thị sanh khởi thôi. Thì như vậy cái tâm động lực thiện đó đó là cái tâm tu tập gì? Với cái tâm tu tập ở đây đó, nó không phải là cái tâm chủ quan, là tâm một kiếp. Mà một kiếp không có tu tập được, bởi vì tâm một kiếp là tâm quả. Ngay cả như tâm nhãn thức, tâm tiếp thu, tâm tận tấn, nó cũng đều là tâm quả. Ngoại trừ tâm khai ngũ môn, và tâm phân đoán là tâm khai ý môn. Hai tâm đó thuộc tâm tố, hai tâm tá kỳ gia. Thì chúng ta kiểm tra lại tiến trình của tâm thức. Thì ở đây khi mà nói đến người mà tu tập á, thì ảnh hưởng cái sự tu tập đó, nó xuất phát từ cái tâm động lực. Sau khi chúng ta loại bỏ những cái tâm kia thì chỉ còn có tâm động lực mà thôi. Lại nữa, trong cái câu mình nói tu tâm dưỡng tánh, chúng ta cần phải hiểu như thế này: tâm là thức quẩn, còn tánh ở đây chứ, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, là tâm sở. Các cái thuộc tánh của tâm thì gọi tóm tắt là tu tâm dưỡng tánh. Nhưng mà hễ tu tập tâm rồi thì tự nhiên cái thuộc tánh nó đồng sanh với tâm, thì đương nhiên là dưỡng, khỏi phải nói đến. Nhưng mà nếu nói cái vấn đề mà con người phải tu tâm dưỡng tánh, lúc nào cũng tu tâm dưỡng tánh, thì nói như vậy là chúng ta nói theo kiểu đại loại, nói theo quy mô chứ vĩ mô thì chúng ta cách khác. Bởi vì ở đây thưa quý vị, nếu A Tỳ Đàm phân tích thì trong cái lộ trình tâm đâu phải cái chặng tâm nào cũng gọi là tu đâu. Ngay cả vị hành giả khi mà mắt nhìn cái tử thi để mà quan sát, thì mắt nhìn là nhãn thức, rồi tiếp theo đó là tâm tiếp thu, tâm quan sát, tâm phân đó. Thì cái chặng tâm đó là cái chặng tâm không có tu, không phải là cái tâm tu, mà cái tâm động lực tương đương trí kìa. Cái động lực thiện tương trí, cái tâm đó mới là tâm tu. Một mặt khác nữa là gọi là tu tâm. Tu có nghĩa là sửa. Đang tâm bất thiện vậy, mình sửa lại
Chúng thành tâm thiện sửa không được thứ gì. Nhưng mà gọi cái tu tâm, mà gọi cái từ theo cái khái niệm thưởng thức, thì hậu quả thì làm chúng ta phải biết rằng bằng cái sự nỗ lực để cho tâm động lực thiện sinh khởi, thay thế cho tâm bất thiện vừa sinh trước, đừng để cho nó sinh nữa, thì như vậy gọi tu tâm, chúng ta gọi là tu. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi, cái câu số 3 như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thỉnh chư tổ tổ sư, kính thỉnh chư tổ tổ sư đi nghỉ. Và bây giờ thì để thỉnh chư tổ Pháp Đăng, không biết chư tổ Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu chư tổ Pháp Đăng đang ở trước máy, xin thỉnh chư tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi chư tổ Pháp Đăng, chư tổ có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Tế Quyền ơi, chư tổ Tế Quyền, chư tổ có nghe được không? Và quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ, xin hỏi trường tỏ chủ quyền, trường tỏ có nghe được không? Và quý vị chờ chút xíu. Dạ, chúng ta sẽ quyền, khi mà chúng ta học trong thắng pháp, chúng ta cảm tưởng như cái sự sanh diệt của dụng tâm thức là nó theo một cái bản chất hoàn toàn tự nhiên mà chúng ta rất khó can thiệp vào. Một khẩy móng tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, và trong đó không biết bao nhiêu là tiến trình tâm, không biết bao nhiêu chấp tư tưởng, hầu như chúng ta không can thiệp vào được. Nhưng mà ở đây mình thấy trường hợp như vậy là tâm của chúng ta đó, có khi người ta có thể khiến nó nhớ nhiều hơn, nhớ kỹ hơn. Nhưng mà lại có nhiều khi cái tâm của chúng ta nó lại từ từ nó mất đi cảm giác. Ví dụ một lúc nào đó mình rất thích cái món đó, nhưng mà sau này mình không thích nữa. Hay có lúc mình học tiếng Anh mình nhớ rất nhiều, có những lúc mình lại quên bẵng đi. Thì cái gì mà khiến cho tâm bị phôi pha, cái gì khiến cho tâm bị biến dạng, cái gì khiến cho tâm nó không được như cái trạng thái ban đầu nữa? Chư tọa có nghĩ có thể cho biết một vài cái cảm nhận chư tọa khi học thắng pháp của kính thỉnh chư tọa. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai, giờ thôi để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn các bạn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta kính lễ đến sư phụ từ xưa thường đã giúp lãng thường tập Pháp Đăng cộng làm lễ đức phục kính đưa đức từ tri để sư nguyên thông cùng sư tăng đang hiện diện thân chào đến quý cô nữ cùng sư phụ tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái tâm của chúng ta đó thì nó biến đổi, nó nhanh chóng và nó vi tế. Có những lúc thì nó rất là tinh tế, nhưng có lúc nó rất là muộn lược. Nó môi được cho đến nỗi mà nó mờ nhạt luôn. Đúng như vậy đó. Thì hỏi gì chứ tại sao nó lại có một tình huống như vậy? Bởi vì tâm nó sanh diệt quá nhiều, và chúng ta cũng bất cảnh quá nhiều. Rồi cái những cái chúng ta cần nhớ, chúng ta cho rằng mình cần nhớ, nhưng điều mà cái này tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Có những người cái tưởng tri nó rất là mạnh, cái tưởng cái dòng tâm tưởng ấy, bất cảnh là quá khứ, nó nhớ lại quá khứ, bất cảnh quá khứ nó mạnh á thì nó sẽ nhớ lại nhiều. Còn nếu như nó quá tải hay là nó yếu đi thì nó không nhớ lại cái cảnh quá khứ được. Cái điều này ấy, nó cũng do cái nghiệp lực hay nó do điều kiện
của chúng sinh đó, do cái nghiệp lực, chẳng hạn như chúng ta bị tai nạn, hay chúng ta bị bệnh, hay chúng ta bị một cái chứng đoạn gì, một cái chứng nghiệp gì đó mà nó xen qua, chúng ta quên đi, chúng ta quên hết tất cả. Mà chúng ta biết là chẳng hạn như là rồi có người đó, nếu như mà chúng ta về tuổi lớn trung niên một chút xíu mà chúng ta không biết buông bỏ, và chúng ta biết cứ câu thúc câu trách nhiều quá đó, thì tâm của mình đó, nó quá nặng nề. Mà nó nặng nề đến một lúc mà nó rồi một lúc mình cứ như là bị một cái quên lãng luôn. Mà chúng ta như ở bên nước ngoài kêu là cái bệnh mà Alzheimer đó, thì nhớ quên quên lẫn lẫn, mà chúng ta ở Việt Nam kêu là lú lẫn, hay là về già bị lú lẫn, thì do các cái sắc pháp nó hoại rồi. Rồi những cái tâm pháp á, những cái sắc tâm á, nó sanh yếu, nó do nhiều cái sự biến đổi, thì khi đó tâm tư nó muội lượt, nhớ không nhớ rằng, nhớ không nhớ rõ, cái tưởng mình nó không còn nữa. Bệnh binh đến khi có những người mà quên mẹ, quên cha, quên con, quên cái, quên cháu á, mà những người đó rất là thân, thì lúc đó nó bị một cái mờ nhạt, đó chính là cái tưởng nó không còn nữa. Thì ở đây chính là nói lên một cái sự tàn lụy của sắc pháp, nó lên tàn cái sự chấm dứt của dòng tâm, mà nó mỗi ngày nó mỗi sanh lên, nhưng nó sanh lên, nó sanh rất là yếu, nó không còn một cái nhanh nhạy, nó nhạy bén như lúc bình nhật, hay là như cái lúc mà chúng ta còn trẻ. Thì đây nói lên cái tiến trình mà sinh tiến dị diệt, hoặc là sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, sắc diệt, thì cứ từng tự trôi qua như vậy, kính thưa quý vị. Thì vì vậy cho nên đó, có những lúc chúng ta nhớ rất rõ mà chúng ta không nhớ nữa, thì ở đây cũng do cái định niệm của người đó, và cũng do những người đó biết tạo cho mình một cái đời sống nó nhẹ nhàng, biết tạo cho đời sống của mình nó ít việc, nó không phải bận phiền, nó không phải hệ lụy nhiều. Mà cái điều này nó rất là quan trọng, nó kính thưa quý vị. Và từ cái chỗ đó đến khi chúng ta chết, nó dễ rơi vào cái hôn mê, nó dẫn tới cái hôn mê luôn. Từ cái chỗ quên, từ cái chỗ không biết cái gì hết, rồi tâm nó mụi lượt, nó yếu đuối đến nỗi mà không biết gì hết. Rồi hoặc là chúng ta nhớ, tức là lúc đó thì cái thể hiện của sắc pháp nó già cỗi, các cái sắc mạnh nó không có mạnh mẽ nữa, và cái gọi là trong bây giờ pháp, cái sắc tâm nó kêu tức là sinh tiến dị diệt, cái sắc đặc biệt nó không còn cái sắc đặc biệt mà để cho tâm nó nhạy bén, để cho tâm nó phấn khởi, cái tâm mà nó có thể khéo léo, có thể quyến chuyển được. Bởi vì chúng ta biết nhiều khi á, lớn tuổi rồi đó, nó do cái sự biến đổi, ngay cả người ta nói nó cũng bị cà lăm, nói nó cũng bị líu lưỡi, nó không được một cái âm thanh, một cái âm giọng như là bình thường nữa. Chúng tôi thấy có một vị hòa thượng, đó chính là Hòa thượng Thiện Nhân đó. Bây giờ thì mức bệnh sao như thế nào, nghe nói nó líu lưỡi hoặc nó bị cà lăm, cho đến nói mà giờ Hòa thượng không có thuyết pháp nữa, thì đó chính là cái hiện tượng của sắc pháp nó đã kết thúc. Cái này thì tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi người, có nhiều người bị như vậy, có nhiều người không bị. Và nói như vậy thì có nghĩa đó cũng là một sự tàn lụy của sắc pháp, đến nỗi mà Hòa thượng nói nó líu lưỡi, nó kiểu như là bệnh nó cái dụng hạn nó bị không có trọn vẹn được. Và cũng như cái tâm mình suy nghĩ nó quá nhanh, chúng ta cho rằng nó nhanh như vậy, nhiều khi mình nói nó ú ớ mà nói, nhưng sự thật ra cũng coi chừng. Cái lúc đó cái sự suy nghĩ của mình, mà cái tiếng của mình nó phát ra, và cái tưởng của mình nó nhớ không kịp, thì nó gây cho chúng ta một cái líu lưỡi, hay là cho chúng ta một cái tức là cà lăm. Còn cái người mà bị bệnh cà lăm thì nó là chuyện khác rồi, do cái âm sắc, do cái thần kinh, các cái hệ thống thần kinh nó không có mạnh mẽ, hay nó không có hoạt động đều. Cho nên vì vậy, nếu nói rằng cái gì mà khiến tâm nó bị biến đổi, chẳng hạn như là
hay hoặc là có một số người khi rất là ít nói mà nói rất là chậm chạp, đến một lúc nói rất lẹ, suy nghĩ rất nhanh, làm việc rất là lẹ lạc. Nhiều khi từ cái chậm chạp nó biến ra một cái nhanh, và từ khi một cái nhanh nó biết là cái chậm chạp, là cũng tùy theo cái tâm của người đó, cái sắc tâm của người đó nó có mạnh mẽ, nó có trưởng thành. Rồi chúng ta gọi tạm gọi như vậy, tức là nó có một cái nó có mạnh mẽ, nó có một cái tâm nó sanh để nó thay đổi một cách tốt. Nhưng kính thưa quý vị, cuối cùng thì người ấy cũng sẽ rơi vào, khi cái tuổi về già, rơi vào cái chỗ mà cái sinh, cái tiếng, cái vị, cái diệt của sắc pháp, thì chắc chắn rằng người đó đánh mất đi những cái phần tinh tuế mà chúng ta gọi là cái sắc đặc biệt, sinh, tiếng, vị, diệt, thì coi như là sắc đặc biệt đó nó không còn hiện hữu một cách mạnh mẽ, hay là nó không còn hiện hữu như người ấy muốn được nữa. Thì thế là người đó muốn suy nghĩ hay nhớ lại cái chuyện gì đó, nó nhớ không được. Khi chúng ta, cái tâm tư của chúng ta mà mạnh mẽ, cái tâm định của chúng ta nó còn mạnh mẽ đó, thì cái tưởng, cái xúc, cái thọ, cái tưởng, cái tư, cái định, cái mạnh quyền, cái ý của chúng ta, nó phối hợp một cách mạnh mẽ, và nó phối hợp một cách nhạy bén, thì chúng ta nhớ rất là nhanh. Nhưng lúc đó các chi phần phối hợp, các tâm sở phối hợp, nó cũng phối hợp một cách chậm. Rồi cái sắc tâm và nó chính vì nó sanh rất là yếu, cho nên các cái sở tâm nó không phối hợp một cách mạnh mẽ được. Cho nên, và ở đây chính là cái tâm mình nó bị phóng dật nhiều, tâm mình nó quá tải, mà chúng ta gọi là cũng giống như là người ta đọc nhiều quá đa thư loạn tâm, nó là như thế đó. Và mình chất chứa quá nhiều cái thông tin, chúng ta gọi cái thông tin ở trong cái máy của mình, cái ổ chứa của mình, thì chắc chắn là nó cần phải có một cái lội ra, mà lội ra đó tức là cái sự tu tập, cái sự buông bỏ, để chúng ta dừng lại, để cho tâm mình nó cũng nghỉ ngơi đến cái buông này. Sự thật ra để mà không có bị lão hóa bề não đó, hay là bề não nó không có bị mà vấn đề mà quá tải, thì về già chúng ta tập có sống một cái đời sống chánh niệm, sống một đời sống nó nhẹ nhàng, sống đời sống nó buông bỏ, sống đời sống có cái chánh niệm, hay là có một cái ngăn nắp, thì về già người ấy giữ được cái phong thái, giữ được một cái phong cách. Mà cái điều này phải nói rằng cũng là duyên, cũng là cái nghiệp của từng người. Có nhiều người tới già cũng không sao cả, nhưng đều có những người mới có bước qua tuổi già, nó đã là thể hiện rất nhiều cái hiện tượng khởi sanh. Thì cái bệnh thường tọa, chính đây là cái sự suy nghĩ của con là như vậy. Nếu có điều cần một chút, thì kính chung dân tính thường tọa cùng với Ngài Nam Mô Bụt Thầy. Thưa tọa Pháp Đăng, thưa tọa có trước máy và thưa tọa có nghe thì không? Nếu thưa tọa Pháp Đăng nghe thì xin thưa tọa hoan hỷ cho biết. Chào quý Phật tử, có thấy thượng tọa đang có đưa tay được không? Chúng tôi đang bị gián đoạn được truyền, không biết quý vị có thấy? Dạ, thượng tọa đang nha. Có đôi khi người ta nghĩ đến một cái chuyện được gọi là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dạ, đối cảnh vô tâm tức là khi mà chúng ta gặp cảnh thì chúng ta sao cho tâm được sanh. Tâm thức của chúng ta có thể dễ dàng làm cho nó đừng sanh hay không? Nếu chúng ta muốn, ví dụ như
chúng ta đang làm việc ở tại đây và chúng ta muốn tâm không sanh thì chúng ta sẽ chẳng đứng dục tâm thức hay được hay không? Cái thỉnh sự tổ hợp đó. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Linh Lẹn Đức Tam Bảo, con kính Linh Lẹn Quý Thượng Tọ, kính chào bảy cô chúng nữ, kính chào Phật tử. Khi mà chúng ta nói về cái danh pháp hữu vi đó, hữu vi là cái gì có, thì tâm chúng ta là cái danh pháp hữu vi. Và cái danh pháp hữu vi á, thì Đức Phật nói rằng là vô thường là thay đổi, khổ là vì thay đổi được khổ, là vô ngã, không có ta hay là của ta hay là có một sự từ ngã nào đó. Nhưng mà chỉ có những cái pháp nó vận hành. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái tâm nhãn thức á, thì nó thấy cảnh sắc. Nên thường thường gọi là nhãn quyền, là sức mạnh của con mắt. Tâm nhĩ thức á, thì nó nghe cảnh thinh, mình gọi là nhĩ quyền. Tâm tỷ thức á, thì mình gọi là tỷ quyền. Tâm thiệt thức thì gọi là thiệt quyền. Tâm thân thức gọi là thân quyền. Nam quyền, sức mạnh người nam, nữ quyền, hay là khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, nghĩ quyền, xả quyền. Thì đó là những cái sức mạnh mà Đức Phật ở trong Phật giáo thì Đức Phật gọi là cái quyền đó. Thì khi mình đã là cái sự chi phối của nó rồi, nó có một cái sức chi phối, thì mình không có thể nào mình nói rằng mình không có cái vô tâm mà kiến thiền trước cái cảnh là vô tâm được, không có vấn đề đó. Nhưng mà mình có thể nói theo cái cách tu tập đó là mình thấy, nhưng mình có thể khéo tu tập mà để cho cái tâm bất thiện nó không sanh lên thì được. Trong Phật giáo nguyên thủy gọi là khéo tác ý đó. Khéo tác ý là mình lấy này so sánh với kia. Ví dụ mình thấy cái khổ của người ta đó, hay là cái khổ bản thân mình chịu đó, thì mình nghĩ rằng khổ địa ngục nó còn kinh khủng hơn. Cái khổ đau đớn trong địa ngục còn kinh khủng hơn cái khổ đói khát bây giờ. Cái khổ mà mệt mỏi bây giờ nó còn không có bằng cái khổ của địa ngục. Như vậy thì khi mà chúng ta có gặp những cái trường hợp trái ý nghịch lòng và chúng ta suy xét như vậy đó, thì chúng ta không có tâm sân. Không có tâm sân thì có thể được. Cái đó nghĩa là chúng ta khéo tác ý, khéo dụng tâm, khéo quán tưởng thường thì được. Chứ còn mình nói rằng cái tâm mình không có xúc chạm với cảnh đó thì nó không được. Tại vì thường thường quý vị biết rằng cái tâm hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, nhiệt dòng, khai môn, ngũ sông, tất tiếp thâu, tẩm tấn, đón định, động lực. Rồi na cảnh rồi trở về hồn kiếp đó. Nó trôi lăn liên tục như vậy, giống như cái dòng nước nó trôi chảy hoài như vậy đó, chứ không thể nào mình có thể ngăn lại cái dòng nước được. Nước là nó có, vì có nó từ cao độ xuống thấp. Hoặc là chúng ta có thể nói là người ta dùng vật gì đó nghiệp trận nước nó dâng lên từ từ thì được, dâng lên từ từ, nhưng mà nước nó không thể nào nói rằng nó không có được. Nước nó là có, nên gọi là cái pháp hữu vi nó có mặt. Cái pháp hữu vi nó có mặt, giống như là mình có tâm tâm hộ kiếp, mình có cái tâm tục sinh của mình để rồi nó làm duyên cho những cái tâm nó sanh khởi. Mình gọi là những cái tâm nhãn thức, nghĩ thức á, là những cái tâm quả vô nhân nó sanh khởi và nó sẽ tạo ra cái động lực bất thiện, đó là cái nhân mới để tái sanh trong tương lai. Thì bây giờ mình làm sao mình giảm bớt hoặc là mình chế ngự nó từ từ để mình có thể diệt trừ được những cái tâm bất thiện gọi là phiền não thì có thể được. Các bậc thánh làm được việc đó, tu tập cái pháp thánh làm được việc đó. Chứ còn mình hoàn toàn chặn cái tâm đó, thì nó không có đâu quý vị, nó không bao giờ chặn tâm được. Nên thường thường á, chính vì cái việc này á, nên á, những cái người tu thiền họ hiểu sai. Có một số người họ hiểu sai luôn cả, có nhiều vị đó thì họ dạy mình thấy chỉ niệm thấy thôi, thấy chỉ là thấy thôi. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mình học trong vi diệu pháp nó tìm thấy thấy chỉ là cái tâm quả nhãn thức thôi. Nhưng mà nó, cái chỗ mà có tu tập đó, là khi động lực nó sanh khởi. Và động lực đó thay vì mình quán xét các cái căn cảnh thức danh sắc, nên mình thấy mình có chánh niệm đó, thì những cái tâm đó là tâm thiện. Làm việc mà quán danh sắc mình gọi là tu thiền. Chứ không thể nào mình nói mình không thấy được. Mình không thấy á, thì điều đó không có đúng. Và mình thấy mà mình không có quán tưởng cũng không đúng nữa quý vị. Ở trong Phật giáo thì mình thấy có những cái bài pháp Đức Phật dạy thấy chỉ là thấy,
là nói trong bay giá, nhưng mà thấy ở đây là mắt thấy, chứ không phải là thấy tôi thấy. Mà khi mà mắt á, thì nó có thức đi tái sanh tạo thành danh sắc, nhãn thức nó được hình thành, thì tâm nhãn thức nương vào nhãn căn để rồi bắt cảnh sắc, thì cái đó là cái sự thật. Cái đó là sự thật, chứ không thể nào mình nói rằng không thấy được. Mình thấy chúng sanh, mình nói không thấy là không đúng. Nhưng mình thấy đó, mình không nghĩ là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Hay là mình thấy đó, mình không có khởi lên tham sân si, thì cái này là có thể mình tu tập được. Chứ còn mình nói rằng không thấy thì không được. Hoặc là mình chỉ nói thấy không á, mình không có suy xét gì, mình không có tệ quán đó. Ví dụ mình có tệ quán, mình nói rằng mắt á, trả gì cho mắt là thần kinh nhãn, cảnh sắc á, trả gì cho cảnh sắc, nhãn thức trả gì nhãn thức, thì lúc bây giờ mình sẽ không thấy có người thấy. Thì cái cách này gọi là cái cách quán, quý vị. Quán căn trả về căn, cảnh trả về cảnh, thức trả về thức á, thì nó không có. Nhưng mà mình có cái là mình có cái tâm tục sinh bây giờ, nó có những cái pháp này. Mà hễ khi có cái pháp này mình không khéo tu tập thì tham nó sinh khởi. Nên bây giờ mình khéo tu tập, mình cứ nghĩ rằng các cái điều kiện đó mình trả gì cho nó hết, mình thấy được như vậy đó, thì mình sẽ chấm dứt được cái sự sanh hữu trong tương lai, vì nó không có thọ duyên cho ái. Còn nếu mình không thấy được như vậy đó, thì gọi là vô minh và tham ái. Ái vô minh nó che đậy tham ái, nó trói buộc. Nên mình thấy rằng tôi thấy cái đó là của tôi, đây là quê hương đất nước của tôi, đây là con người của tôi, đây là cảm giác yêu buồn của tôi. Thì khi mình thấy có tôi đó, thì có sự chấp thủ, thì có rung động, quý vị, có dao động, có cái hy cầu, không có tinh an thì có hy cầu, có cứ có lại, có đời này, có đời sau. Như vậy thì khi mình nói rằng thấy, mình nói rằng cái thấy trả gì cho thấy là tâm nhận thức. Rồi con mắt để thấy cảnh sắc là nương, nhận thức nương vào con mắt. Thì bây giờ trả con mắt về. Mình nghĩ người chết nó có con mắt, nhưng mà người chết không có vui buồn, không có biết thương ghét cảnh sắc người ta ở ngoài, những cái âm thanh người ta khóc, nhưng mà cái người chết họ đâu có biết, vì thức nó không có còn trong cái thân này nữa. Nếu mà cái biết mình trả gì cho nó biết đi, cái mắt mình trả về cái thân này đi, rồi cảnh sắc là bên ngoài nó cũng trả về cho bên ngoài đi, thì nó không còn cái gì hết, nó không có gì để thấy, để rồi vui buồn, thương ghét, sân si, thù hận. Nếu mình trả về mình quán thấy vậy là quán gọi là quán thanh tịnh đó, hay là mình gọi là quán không á, mình không thấy có tôi ta tự ngã, thì mình sẽ không có bị phiền mạng mù. Nhưng mà đây là cái cách tu tập mà nó đòi hỏi một cái sự cao cấp, để quán thấy được như vậy thì mới có thể không có bị tổn thương. Mình gọi là không có xáo động cái tâm tư của mình, chứ không phải là mình nói thấy chỉ là thấy, không phải đâu quý vị. Bởi vì cái người tu á, mình phải hiểu rằng cái người tu là người có tuệ, biết được tại sao người ta phiền não và tại sao nó không có phiền não. Vì khi mình thấy mà mình trả về cho, mình có cái trí tuệ, mình trả về mắt, cảnh sắc, nhãn thức rồi đó, nhãn xúc, nhãn thọ, mình trả về hết như vậy đó, thì nó không còn cái gì để duyên cho tham ái. Còn nếu mình thấy có tôi thì có sự vận hành của đó, mình có cái tham ái, có cái tôi ta tự ngã, thì nó sẽ có cái hệ lụy phiền não là ái thủ. Nó bị vô minh và ái, vô minh che đậy ái, trói buộc. Thì như vậy đó là cái sự luân hồi nó hình thành. Thì khi mình nói là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, nếu mình quán thấy không có tự ngã, không tôi ta đó, là mình trả về cho các cái sự thật của nó hết. Mắt về cảnh, mắt về cái con mắt, cảnh sắc là cái bên ngoài, nhận thức là cái sự biết. Nếu mình trả về như vậy đó, thì mình không thấy có tôi ta tự ngã, thì mình sẽ không có chấp thủ. Thì như vậy đó, nên đó, mình không có thể nào nói rằng trước cái cảnh đó mình không có tâm được. Nó không có đâu quý vị, nó có tâm. Nhưng mà mình gọi là người khéo tu tâm là như vậy đó, khéo hướng dẫn cái tâm của mình để đừng có phiền não thì được. Mình gọi là có tâm thiện để đoạn trừ tâm bất thiện. Nhưng mà khi nào tâm đạo tâm quả sanh lên đó, thì mới đoạn trừ não vĩnh viễn. Chứ còn cái tâm thiện là do mình quán xét danh sắc, mình thấy không có tôi ta tự ngã thôi, không có tham ái. Tham ái cũng từ chỗ mình nói là tôi có, nên nó tham ái. Là không thấy có tôi thì tham ái nó không có, là chỉ vậy thôi. Thì trong cái câu hỏi của Tượng Tọa đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Thật sự thì cái tâm lộ nhãn thức á, thì
mình gọi là khi mà cái tâm lộ nhãn thức sanh lên đó, thì nó có động lực, nhưng bây giờ mình dùng trí đó, thì cái động lực thiện. Còn khi mà mình không có dùng trí đó, thì có cái tâm bất thiện. Còn khi mà mình không có dùng trí đó, thì có cái tâm bất thiện, thì động lực đó là động lực bất thiện, là tham sân si. Nên khi mình có cái trí là nó có liên hệ đến tính niệm tàm quý đó, nó sẽ có cái thiện pháp sanh khởi, những cái sở hữu thiện, những cái sở hữu tịnh não nó sanh trong những cái tâm thiện hợp trí, cho nó làm việc động lực. Còn khi mình thấy có tôi ta, là mình thấy có tham ái, thì có cái sự vừa lòng không vừa lòng, hoặc là không biết gọi là si mê, cũng thấy nhưng mà không biết gọi là si mê. Còn khi mình thấy mình vừa lòng mà không vừa lòng, mình không khéo thì nó là tham sân, nó là vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho. Sao tôi kính thưa tổ pháp đây. Thưa quý vị, một hình ảnh mà trong kinh có đề cập đến đó là chúng ta không có ngăn được cái dòng chảy của một dòng sông, nhưng mà chúng ta có thể đào một cái rãnh nước để đưa nước vào những chỗ mà chúng ta muốn. Dòng tâm thức không phải dễ dàng để chúng ta ngăn lại, mặc dù dòng tâm thức rất là trừu tượng, rất là mơ hồ, rất là mỏng manh, nhưng mà chúng ta không thể chặn đứng dòng tâm thức được. Ví dụ như mình trăn trọc về một điều gì đó, mình lo âu về điều gì đó, mình thử chặn lại không suy nghĩ. Nhưng mà biết rằng tâm có một mãnh lực, và một người khéo là biết hướng tâm vào những cái chỗ có thể hướng tâm được, giống như một người khéo dẫn thủy nhập điền đó, có thể đào một con rãnh để dẫn nước vào cái chỗ mà mình muốn được. Thì chúng ta tạm gọi là, nói cách nôm na là tâm mình có thể dẫn dụ nó được, dẫn dụ đi vào cái chỗ mình muốn, mình dùng cái năng lực vào được. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không thể chặn đứng cái dòng sanh diệt của tâm thức được. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Tế Rama. Kính thưa chiêu làm giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình. Nam Mô Bụt Thầy Giảng.